Awit TV xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 1. Hôm nay là ngày gì? Ngày sinh của ai? Ngày 20 tháng 1 năm 1775 là ngày sinh của André Marie Ampère. Ông là nhà vật lý người Pháp, là nhà phát minh ra điện từ trường và định luật Maintenon. Đơn vị đo cường độ dòng điện được Maintenon là Ampère và Ampère kế. Vào ngày này năm 1930 là ngày sinh của Buzz Aldrin. Ông là phi công và phi hành gia người Mỹ, là người thứ hai đặt chân lên mặt trăng chỉ sau phi công chỉ huy Neil Armstrong. Nam diễn viên gạo cội người Mỹ Lorenzo Lamas, anh sinh ngày 20 tháng 1 năm 1958. Nghệ sĩ Minh Nhí, anh sinh ngày 20 tháng 1 năm 1964. Anh tên thật là Trương Hùng Minh, là diễn viên và đạo diễn người Việt Nam. Anh từng hai lần được trao giải Mai Vàng dành cho diễn viên kịch nói xuất sắc nhất. Cũng vào ngày này năm 1987 là ngày sinh của Marco Simoncelli. Anh là vận động viên đua xe mô tô người Ý với biệt danh là Crazy Hair. Anh bắt đầu với thể loại 125 phân khối trước khi chuyển lên thi đấu ở thể loại xe 250 phân khối vào năm 2006. Và anh đã giành chức vô địch thế giới thể loại 250 phân khối vào năm 2008. Ngày mất của ai? Vào ngày này năm 1921 là ngày mất của Sương Nguyệt Anh. Bà là nhà báo, là con gái thứ tư của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Và cũng là nhà thơ và là chủ bút nữ đầu tiên của Việt Nam. Tờ báo Nữ Giới Chung do bà phụ trách là tờ báo đầu tiên của phụ nữ được xuất bản tại Sài Gòn. Cầu thủ bóng đá người Brazil Garrincha, anh mất ngày 20 tháng 1 năm 1983. Anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất giải, giải chiếc giày vàng, vua phá lưới và cúp thế giới trong cùng một giải đấu. Sự kiện ngày 20 tháng 1 năm 1900, Viện Viễn Đông Bắc Cổ được thành lập tại Sài Gòn với nhiệm vụ nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Đông Dương. Cũng vào ngày này năm 1934, tập đoàn Fujifilm, tập đoàn với các sản phẩm phim chụp ảnh, máy ảnh và thiết bị điện tử, được thành lập tại Tokyo, Nhật Bản. Ngày 20 tháng 1 năm 2009, Barack Obama tuyên thệ nhậm chức và trở thành vị tổng thống Mỹ đầu tiên gốc Phi trong lịch sử. Cũng vào ngày này năm 2021, Joe Biden được nhậm chức tổng thống thứ 46 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Ở tuổi 78, ông trở thành người lớn tuổi nhất từng được nhậm chức. Xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào chương trình kỳ sau.